bộ bài ngân. Sản phẩm gồm có một bộ quay gồm 2 chiếc nhé, kèm theo cả mạch đấu. Và bên mình có tặng thêm các bạn phụ kiện gồm có công tắc quay nhé, và 2 bát. Thì cách lắp đặt cái bộ quay này thì nó phân ra thành 2 giáp rồi. Nó đi theo đôi rồi, màu xanh thì các bạn đấu vào quay xanh, còn màu vàng thì các bạn đấu vào quay vàng. Dây đỏ thì các bạn đấu vào dương của ắc quy. Còn dây đen thì các bạn đấu vào mát. Công tắc còi thì các bạn đấu một đầu vào dương, còn một đầu các bạn đấu vào dây xanh ở trên bộ chuyển. Sau đây mình sẽ test âm còi. Chiếc còi ngân 8 tiếng nhé. Khi muốn chuyển để chế độ ấy, các bạn nháy hai lần vào công, nháy nhanh hai lần vào công tắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.